Ngọc Ánh xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà, một rất là gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại tuyến đường bus nhanh BRT. Và với cái căn nhà này thì nó cách với đường ô tô 30m thôi mọi người nha. Giao thông đi lại thuận tiện. Hướng nhà thì là hướng Tây Nam quý vị ạ. Và xung quanh thì ngập tràn tiện ích. Đây là trường tiểu học, trường mầm non ở ngay với Lê Trọng Tấn. Và cách với vị trí căn nhà nó chỉ cũng khoảng tầm 50m thôi. Từ cái căn nhà này cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 200m. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, sầm uất nhất ở Hà Đông, đối diện với lại Park City, gần với, cụ thể thì nó là thuộc tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án 2 căn thì đã bán 1 căn rồi. Mời người theo em cụ thể vào khám phá ngôi nhà nhé. Và đây là ngôi nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Đây, căn nhà 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ thông, ngõ trong nhà 2m, cách với lại đường Ngọc Ánh vừa đứng nó khoảng tầm 30m. Và với cái thiết kế của ngôi nhà thì 30m xây là 5 tầng, ngõ thông thoáng, gần với đường ô tô, gần với trục đường Lê Trọng Tấn, xung quanh ngập tràn tiện ích, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là quý vị đi theo cái trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài lên Lê Văn Lương, Thanh Xuân hoặc là Hoài Đức. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này thì cũng rất là chỉn chu, hợp lý. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì được 3m8 và với cái thiết kế cửa chính 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Phần màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ đầy đủ, sang tên ngay, bàn giao nhà được luôn trong ngày. Và với cái giá chào bán hiện tại của chủ nhà với vị trí căn nhà này thuộc tổ dân phố 4, phường La Khê, ngõ thông, hướng Tây Nam thì được thiết kế xây dựng 5 tầng thì đang chào bán là 4 tỷ 100 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu mọi người nhá. Và hiện tại với cái căn nhà này thì quý vị có thể vay được tối đa 5-60% giá trị của ngôi nhà, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị tiền mặt trước cho Ngọc Ánh nha. Và mời theo em vào phần khám phá phòng bếp của ngôi nhà. Đây là không gian phòng bếp thiết kế. Thực ra với cái ngôi nhà này thiết kế rất là đơn giản, tông màu nó cũng khá là hòa hợp với cái màu trắng và màu đen một chút. Với cái tủ bếp thì thiết kế toàn bộ là tủ gỗ trắng, gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ phụ kiện rồi, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, rồi là ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Đó, có 2 căn thì đã bán 1 và cũng chỉ còn 1 căn thôi, cách với lại cái trục đường Lê Trọng Tấn như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, nó rất là gần. Và với cái xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp mọi người ạ. Mặt bếp thì là ốp đá granite. Với căn nhà này thì đúng là chỉ việc xách vali về và ở ngay. Tất cả những cái dự án, những cái căn nhà mà Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% về cái vị trí, đường, hướng, giá gần như là chuẩn chỉnh. Sổ đỏ, mọi cái pháp lý đều rất chuẩn chỉnh nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Quý vị có thể gọi điện trước cho em để em có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những cái căn nhà phù hợp với cái tầm tài chính, phù hợp với cái cung đường đi làm của mọi người nhất. Tầng 1 thì còn một phòng vệ sinh đáp ứng ở sử dụng ở phía tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Và mặt bậc của bậc cầu thang có ốp đá đen cổ trắng. Với cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây mọi người có thể nhìn thực tế là có một cái vách lam gỗ để trang trí khá là hợp lý. Và thực ra là cũng là cái chắn phong thủy giữa cái phần cầu thang và cái phần cửa chính mọi người nhá. Đó, mọi người đã review rất là kỹ, cụ thể đường, hướng, giá, vị trí rồi. Ở tầng 1 vậy thì xem còn lại thiết kế của ngôi nhà tầng 2, 3, 4, 5 ra sao nhá. Tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong mọi người ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở tầng 2. Cửa sổ 2 lớp, thông thoáng, ánh sáng ngập tràn đầy đủ vào trong không gian phòng, ánh sáng tự nhiên. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và đặc biệt ở phía tầng 2 này thì chủ nhà có thắm sắm cho quý vị luôn. Ở đây là một bộ giường, tủ, táp đầu giường. Nghe nói chủ nhà bảo là cái này là gỗ sồi mọi người ạ. Rồi là cái phía chân Ngọc Ánh ở đây thì thiết kế ở đây là sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ.
Riêng tầng 2 là chủ nhà có lắp đặt cho mình một cái phòng decor trước, để mọi người có thể tưởng tượng ra cái phòng ngủ này nó rất là rộng. Đây, tủ quần áo 2 ngăn lên trên tới trần. Giường tủ 1m8, 2m và hai táp đầu giường, mà vẫn còn một cái không gian rất là rộng đó mọi người ạ. Đấy, quý vị có thể kê thêm một chiếc bàn phấn ở đây, hợp lý. Và phòng vệ sinh ở phía sử dụng ở trong tầng 2. Đây mọi người ạ, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2, đầy đủ về hệ thống bồn cầu, quạt hút mùi, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá, nước sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội, hồ sơ điện nước riêng biệt, sang tên đường ngay. Cửa thông phòng thì thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế giống hệt như tầng 2. Tuy nhiên thì trên phía tầng 3 và tầng 4 hiện tại đang chưa có lắp đồ mọi người nhé. Vậy cho nên là với cái căn nhà này 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh. Vậy thì còn lại tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ. Phía tầng 5 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế ở đây cho mình là một phần sân phơi riêng biệt, rất là rộng, rất là thoáng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh. Từ vị trí căn nhà này, nó gần với lại bể bơi La Khê, gần với trục đường Lê Trọng Tấn, đối diện với Parkera kia mọi người nhá. Đứng đây là có thể nhìn thấy đấy ạ. Gần với lại The Bright Hải Phát. Nói chung xung quanh dân cư đông đúc. Gần với trung tâm thương mại Eamon Hà Đông, gần với bệnh viện Đa khoa Hà Đông, gần với chợ Hà Đông, gần với trung tâm hành chính quận. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, vị trí ngõ thông, đường thoáng, gần với lại trục đường ô tô đi lại được. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.